Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thành, 41 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, 17 năm tù với hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, mặc dù không phải là chủ sử dụng đất, nhưng bằng hình thức rao bán đất trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc của nhiều người và làm giả các giấy tờ của Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu xác nhận cho việc sử dụng đất hợp pháp. Từ năm 2017 đến đầu năm 2019, bị cáo Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của 17 người với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỷ 600 triệu đồng. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Thành thừa nhận đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để cho các bị hại tin tưởng và đưa các giấy tờ giả nhằm tạo lòng tin, giúp chiếm đoạt trót lọt số tiền các bị hại dùng để mua và đặt cọc bất động sản. Số tiền có được, Thành dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.